nhớ là trong sơ cứu nhân tạo thì gồm có 5 bước. Bước thứ nhất là nguy hiểm. Như thế nào là nguy hiểm? Nguy hiểm ở đây có nghĩa là đảm bảo không còn bất kỳ sự nguy hiểm nào cho cấp cứu viên và nạn nhân. Ví dụ bây giờ nạn nhân ở đây bất tỉnh, tôi đưa lên những cờ, đúng không? Tôi đánh giá xung quanh, ở đây có dây điện không? Không có dây điện, đúng không? Trần nhà có đồ không? Không. Cây cối có đồ cày không? Không. Có rắc rết không? Không, đúng không? Đó là đảm bảo bất kỳ không còn bất kỳ sự nguy hiểm nào cho bản thân cấp cứu viên và nạn nhân. Rồi khi mà đưa nạn nhân lên là chỗ này có bằng phẳng không? Có gồ ghề không? Không. Có những ở biển thì sóng đánh vào không, cát nó có bay vào mắt vào miệng nạn nhân hay không? Quay hay không? Nói chung mình đưa lên chỗ nào mà bằng phẳng an toàn. Đấy là nguy hiểm ở đây không các bạn? Nghĩ ngược lại, đấy sự nguy hiểm của mình là không còn bất kỳ sự nguy hiểm nào cho bản thân cấp cứu viên và nạn nhân. Đó là bước thứ nhất. Kiểm tra sự đáp ứng của nạn nhân, có nghĩa là xem nạn nhân có phản ứng lại với những hành động tôi nói hay không. Ví dụ như là, đấy tôi đưa nạn nhân lên rồi, nó bằng phẳng rồi nhá, an toàn rồi đúng không ạ? Rồi, thứ hai là đáp ứng bằng cách này, lắc nhẹ hai vai, hay là tát mẹ vào má, hỏi câu hỏi tích cực. Em ơi, anh ơi, chị ơi, hay cháu ơi. À, có thể là lắc nhẹ hai vai này, tát nhẹ vào má này, có thể là véo vào tay, véo vào đùi. Tại vì nếu mà người mà tỉnh á, mình véo vào thì người ta đau, đúng không? Đau thì nếu như người ta đang còn sự sống thì người ta sẽ như nào ạ? Phản ứng lại, có nghĩa là đáp ứng lại mình, đúng không? Ví dụ này, đau thì người ta, nếu như người ta mệt á thì người ta không, đấy, 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 ví dụ như thế là đang còn sự sống, đúng không? Đúng không ạ? Đấy, thực tế. Rồi, nhưng mà người ta mệt quá, người ta có thể là rung rung tay, người ta không nói được, người ta bị đuối nước mà tim người ta đang mệt mà, đúng không? Người ta đang run run tay, hoặc là môi hoặc là mắt người ta mấp máy, lúc đó mình làm mình phải để ý, đúng không? Và nếu với trẻ nhỏ thì chúng ta có thể là vỗ vào lòng bàn chân, kết hợp gọi to, cháu ơi con ơi, thấy không? Vỗ lòng bàn chân, vỗ bố mẹ, thấy không? Cháu ơi con ơi, con ơi, xem nó có phản ứng lại mình không? Đó là bước thứ hai là đáp ứng. Rồi kế tiếp là chúng ta nới lỏng quần áo của nạn nhân ra, thoải mái em. Bất tỉnh rồi không sao mà, thấy không? Đó, nếu lỏng quần áo nạn nhân ra. Rồi, nếu lúc này chúng ta có điện thoại, chúng ta đôi điện thoại ra, gọi cho ai ạ? Cho 115 đúng không? 115 hoặc là trung tâm y tế gần nhất yêu cầu sự hỗ trợ. Có anh ơi, chị ơi, hiện tại tôi đang sơ cứu một nạn nhân tại hồ bơi Linh Đông, chung cư 4F Linh Đông, tôi cần sự hỗ trợ lúc tới đây giúp đỡ tôi. Anh chị có thể là tới vị trí này, vị trí kia, không? Đấy, là trung tâm y tế gần nhất mình báo cáo sự việc. Đó, tại ở đây là tình hình là có một nạn nhân bất tỉnh tại hồ bơi hay là tại chung cư, mình gọi, được chưa? Đấy là xong bước thứ hai là bước đáp ứng, đúng không? Nằm ngửa, chúng ta nâng cằm, ngửa đầu nạn nhân lên để đường khí quản nó đường thẳng, được không? Nếu bây giờ các bạn đang thẳng này, không, các bạn gập lại, thấy nó có cắn ở đây không? Không. Đấy. Rồi bước thứ hai, bước thứ ba là đặt tay ở cằm, bóp miệng nạn nhân, cho miệng nạn nhân há ra. Rồi xem trong miệng nạn nhân có dị vật gì không? Răng giả ta lấy ra, răng rêu đất cát, chúng ta bóc hết ra. Trường hợp mà nạn nhân nô nói thì chúng ta nghiêng qua một bên, cho nạn nhân nô nói hết. Sau khi nô nói xong hết rồi thì bắt đầu chúng ta làm vệ sinh sạch sẽ. Sau khi làm vệ sinh sạch sẽ xong rồi, đặt nạn nhân quay lại tư thế nằm ngửa, nâng cằm ngửa đầu, thấy không? Nếu như trường hợp mà chúng ta nghi ngờ nạn nhân chấn thương đốt sống cổ thì chúng ta phải làm nhẹ nhàng, hết sức cẩn thận, thấy không? Và phải cố định cái cổ này, tại vì chấn thương đốt sống cổ mà chúng ta làm mạnh quá thì nó lại nặng, thấy không? Thêm nặng, đúng không? Bò lành sửa què, đúng không? Thì chúng ta phải làm nhẹ nhàng vừa phải và hết sức cẩn thận. Đấy, xong bước thứ ba là đường thở, là khai thông đường thở bằng cách này, lấy mọi dị vật ở trong miệng, trong mũi nạn nhân ra. Rồi, kể ra răng giả nếu có, nạn nhân nô nói thì chúng ta nghiêng qua một bên, cho nạn nhân ói xong rồi thì chúng ta làm vệ sinh sạch sẽ. Đấy, đấy là xong ba bước đầu tiên, là bước thứ nhất là nguy hiểm, bước thứ hai là đáp ứng, bước thứ ba là đường thở.
tư, chúng có bước tư là nhịp thở. Nhịp thở bằng cách này chúng ta tai công viên. Chúng ta sẽ áp sát vào miệng và mũi nạn nhân. Mắt chúng ta quan sát lồng ngực. Tay chúng ta để lên bụng. Nghe nhìn cảm nhận trong vòng 5 giây. Xem nạn nhân có thở hay không bằng cách này. Ta quỳ trong vai nạn nhân. Rồi. Tay để lên bụng. Nghe nhìn cảm nhận trong 5 giây. Lúc này chúng ta có thể đếm từ 1 2 3 4 5 không? Rồi xem nạn nhân có thở hay không. Nếu như nạn nhân không thở thì chúng ta tiến hành hà hơi thổi ngạt để thông đường thở ngay cho nạn nhân bằng 5 hơi. Như nào thở hơi như nào bằng cách là một tay chúng ta đặt lên trán nạn nhân, hai ngón tay chúng ta bịt mũi bịt kín, tay chúng ta đặt lên cằm, kéo cằm xuống và bóp miệng nạn nhân, sao? Đấy. Rồi miệng chúng ta sẽ áp sát vào miệng nạn nhân, hà hơi thổi ngạt. Khi thổi chúng ta chú ý này, thổi hơi phải đủ mạnh, phải từ 2 giây trở lên. Và khi thổi chúng ta phải bịt kín mũi là 1, áp sát miệng chúng ta vào miệng nạn nhân là 2. Rồi nâng cằm ngửa đầu nạn nhân lên để thổi. Khi thổi thì chúng ta chú ý quan sát lồng ngực, xem rằng lồng ngực có nâng lên xuống hay không. Khi thổi không đúng cách thì hơi sẽ không vào được, là do mấy nguyên nhân sau. Nguyên nhân thứ nhất là không bịt mũi không kín. Nguyên nhân thứ hai là chúng ta chưa áp sát vào miệng nạn nhân. Nguyên nhân thứ ba là có bật tắc nghẽn ở đường thở. Không. Nguyên nhân thứ tư là chúng ta thổi quá nhẹ, hơi không đủ mạnh để vào. Không. Đấy. Thì sau đây tôi sẽ nhờ một anh lên thổi hơi vào trong cái hình độ thì các bạn biết được. Đây, các bạn này nằm yên nhá. Ngửa đầu này. Rồi. Một tay này, đặt lên trán này. Thịt mũi nhá. Tay kéo cằm xuống. Rồi, miệng chúng ta áp sát vào miệng bệnh nhân. Đấy, các bạn thấy hơi đây không? Sau khi thổi hơi xong rồi chúng ta bỏ tay vào mũi ra. Cho hơi nó vào rồi hơi nó đi ra. Hơi đi vào, hơi đi ra, xong và tiếp tục lần thứ 5, lần thứ 2. Đó, hơi đây đúng không ạ? Rồi. Lần thứ 3. Rồi, sau khi mình thổi hơi thứ 5 rồi, thì nạn nhân đã có thở lại rồi. Thì hiển nhiên là sẽ có mạch. Trường hợp thứ 2 là nạn nhân không mạch, không thở, nó nặng hơn. Đâu, lúc nãy mình kiểm tra rồi, nạn nhân không thở. Bây giờ mình kiểm tra mạch cũng không có mạch luôn, là không mạch không thở. Thì chúng ta nhanh chóng ép tim ngay. Ép bằng cách như thế nào? Thì ép ở chỗ nào? Đâu? Thì bây giờ bạn này nằm quay đầu ở đây đi xíu để nằm đúng. Thường chúng ta sẽ ép tim ở bên tim chúng ta nằm bên nào ạ? Bên trái đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta phải ngồi bên phải của nạn nhân để ép bên trái. Thì ép tim như nào? Bây giờ các bạn phải xác định mõm tim ở đâu. Mõm tim của nạn nhân thường là điểm giao nhau ở hai xương sườn, gọi là xương ức. Không? Chúng ta có thể là lần ở bên này. Đây, ví dụ đây là xương ức bên này đây. Không? Thì chúng ta kiểm tra chính xác xong rồi, cái ngón trỏ chúng ta kiểm tra chính xác cái xương ức rồi. Thì chúng ta đặt cái ngón trỏ giữ nguyên đây. Đặt cái gót bàn tay kế còn lại kế bên ngón trỏ. Sao? Thì thường nếu mà người bình thường á thì cái ngón tay giữa đây này nó nằm ngay đầu vú của nạn nhân. Và bên trái nhá, ta đặt các bạn chú ý này, đây này, giao nhau giữa hai xương sườn này. Đây là xương ức của nạn nhân. Nếu như người nào mà rõ ràng xương ức rồi thì các bạn không phải kiểm tra, các bạn đặt ngay ngón tay giữa vào đầu vú. Đấy là mấy người bình thường nhá. Rồi, chúng ta đặt giúp bàn tay còn lại là đặt hai tay đan vào nhau. Lực được phát ra từ vai xuống cẳng tay. Không? Và ấn độ sâu. Đối với trẻ mà từ 12 tuổi trở lên thì chúng ta ấn độ sâu từ 4cm đến 5cm. Rồi, thì ấn này. Các bạn đếm với thầy nhớ các bạn đếm này, không có đếm 1, 2, 3, 4, 5. Mà các bạn phải đếm làm sao cho đều. 1 thì các bạn đếm có bao nhiêu từ ạ? 1 thôi đúng không? 29 các bạn đếm mấy từ? 2 từ. Thì bây giờ các bạn phải đếm làm sao cho đều này. 01, 02, 03 cho đến 29, 30. Đúng không? 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 11, 12, 13, 14 cho đến 29, 30. Sau 30 lần rồi thì chúng ta hà hơi thổi ngạt 2 lần cho nạn nhân ngay. Đúng cách kéo cằm xuống. Được chưa? Khi chúng ta thổi thì chúng ta phải chú ý quan sát xem lồng ngực có nâng lên hay không. Các bạn
Rồi ok, về đổi bạn. Hơi thổi ngạt không đúng thì hơi nó vào được không được. Rồi. Sau 2 thôi, tiếp tục lại ấn. 30 thổi 2. Rồi, 01, 02, 03, 29, 30. Thổi 2. Làm 5 chu kỳ trong vòng 2 phút. Tốc độ ấn tay này các bạn chú ý này. Tốc độ ấn tay khoảng 100 lần trên 1 phút. Người bình thường tim đập khoảng bao nhiêu lần trên 1 phút ạ? Người bình thường tim đập khoảng bao nhiêu lần trên 1 phút ạ? Từ 65 cho đến 75, đúng không? Thế đấy người bình thường. Đúng không ạ? Thì bây giờ mình cái tim người ta chưa đập thì bây giờ mình phải ấn thế nào? Ấn nhanh hơn cái nhịp tim. Thì thường thường khoảng 1 giây thì các bạn phải đến ấn được khoảng 2 cái, đúng không? Gần 2 cái. Đúng không ạ? Tốc độ ấn mà khoảng 100 lần trên phút. Đúng không? Nhịp tim bình thường không á là nó người bình thường là khoảng tầm từ 65 cho đến 75, đúng không ạ? Còn bây giờ cái người mà bất tỉnh rồi thì nhịp tim ngưng rồi thì chúng ta phải ấn nhanh hơn. Đó là ấn khoảng 100 lần trên phút. Đúng không? Chứ không phải là các bạn ấn rồi lần sau mà cứ ấn 30 được à. 1 2 3 thì nó không có tác dụng. Đúng không? Mình phải ấn nhanh để cái kiểu bây giờ các bạn đi ra ngoài mà kỹ năng sống đi. Ví dụ bây giờ các bạn ra ngoài lấy hai hòn đá cuội, các bạn cứ cạ vào nhau, cạ từ từ thì nó không ra lửa, đúng không? Các bạn cạ nhanh thì nó ra lửa. Đó là kỹ năng mềm để mà sống, đúng không? Kỹ năng sống sống còn ở đi những cái vùng mà không có lửa, hoặc là có một cái cây cắm vào cái củi mà mình xoay, xoay càng nhanh thì cái ma sát nó càng nhanh thì nó tạo ra lửa, đúng không? Còn nếu mà xoay từ 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 nó không bao giờ ra lửa. Cũng như tim vậy, tim bây giờ các bạn ấn từ từ thì tim nó không có tác dụng. Các bạn ấn nhanh, tốc độ ấn khoảng 100 lần trên phút. Rồi đấy là với trẻ em từ 12 tuổi trở lên nha các bạn, là ấn độ sâu bằng 4 đến 5 cm. Còn đối với trẻ em dưới 12 tuổi thì các bạn cũng ấn 30 thổi 2, nhưng khác cái là các bạn chỉ ấn bằng một tay và độ sâu là từ 3 đến 4 cm. Rồi ấn bằng một tay cũng lực, nhớ các bạn thẳng ra nhá, ấn thẳng xuống vùng góc chứ không ấn ấn chỗ này, ấn thẳng rồi từ 3 đến 4 cm, ấn bằng một tay thôi. Rồi cũng ấn 30 thổi 2, 01, 02, 03, 04, 29, 30. Rồi thổi 2. Rồi tiếp tục. Lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5. Không? Cứ ấn 30 thổi 2, ấn 30 thổi 2, ấn 30 thổi 2, làm 5 chu kỳ trong vòng 2 phút. Đấy. Sau 2 phút rồi thì các bạn kiểm tra lại mạch và hơi thở nạn nhân. Đấy. Còn trường hợp mà trẻ sơ sinh đến dưới 2 tuổi thì các bạn chỉ được ấn bằng hai ngón tay, có thể ấn bằng ngón trỏ và ngón giữa hoặc là hai ngón cái, ấn độ sâu từ 1,5 cho đến 2,5. Nhưng trẻ em thì chúng ta ấn khác, ấn 5 thổi 1, ấn 5 thổi 1 làm 10 chu kỳ trong vòng 1 phút. Sau 1 phút thì chúng ta kiểm tra lại mạch và hơi thở. Còn trường hợp mà nạn nhân đuối nước thì chúng ta thổi hai hơi trước, ấn sau. Tại vì sao đuối nước là chúng ta phải thổi trước, ấn sau? Thế uống nước, có thể là người ta ở dưới nước, người ta uống nước, nước nó che đường thở ra, đúng không? Thì chúng ta phải thông đường thở. Không được cho nạn nhân nằm về bên trái, tại vì lúc này tim người ta đang mệt, đúng không? Đang yếu mà các bạn nằm cho nằm như bên trái thì lại ép, đè tim, nó không tốt cho người bị nặng, đúng không? Đấy. Đấy, lúc này bây giờ các bạn chú ý này, lúc này nạn nhân đã tỉnh rồi, các bạn đã hết nhiệm vụ chưa? Chưa, đúng không? Như nào, khi nào các bạn mới hết nhiệm vụ? Khi nào mà nhân viên y tế tới, mình bàn giao nhân viên y tế tới, đúng không? Tới là mình bàn giao và người ta đưa tới rồi có máy móc theo dõi cứu chuộc.